Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình cập nhật là dự án Forsabi nhận token MHX. Đây đã sự kiện đã trả lời nha tất cả các bạn. Bạn nào chưa không có đăng ký chưa nhận thì vào kiểm tra lại các nha bạn. Hiện tại sự kiện nhận một token đã trở lại các bạn. Bạn nào chưa đăng ký thì click phần link mô tả mình đăng ký một cái tài khoản nha. Mình có để một cái video hướng dẫn cho tất cả các bạn đăng ký. Hiện tại con token này có người có rất nhiều người thu mua các bạn. Hiện tại cũng sắp list lên sàn BNC và hy vọng giá 60 đô như dự kiến cho một token các bạn. Đây thì mình chỉ kiến thôi chứ list sàn mình giá cỡ 10 đô 20 đô là cũng ngon lắm các bạn. Vậy video mình có thông báo bao nhiêu các bạn. Thì mình kết thúc video các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký cập nhật clip tiếp theo từ mình nhé. Thì mình cũng ơn tất cả các bạn tham gia đang xem clip tiếp theo từ mình. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn nhé. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.